Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hành Trình Tri Thức phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Trong số trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chân dung của nhân vật Lê Lợi, vị anh hùng áo vải có công đầu lập nên vương triều Hậu Lê, một trong những vương triều huy hoàng nhất trong lịch sử của Đại Việt. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình tìm hiểu về chân dung vị anh hùng này, nhưng dưới một góc độ khác. Một vị anh hùng áo vải đã có công 10 năm kháng chiến chống quân Minh, với những dấu ấn rất quan trọng, những mốc son chói lọi của lịch sử kháng chiến vệ quốc Việt Nam. Câu chuyện về những mốc son đó sẽ đến với quý vị trong chuyến hành trình 15 phút ngày hôm nay. Lê Lợi sinh ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu, tức năm 1385, mất ngày 22 tháng 8 năm Quý Sửu, tức năm 1433, là con trai thứ ba của Lê Khoáng và Trịnh Thị Thương. Quê tại Hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, nay là huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Vào năm Lê Lợi 21 tuổi, nhà Minh đã đem 80 vạn quân sang xâm lược nước ta. Cha con Hồ Quế Ly lúc bấy giờ đã thất bại dưới sự đàn áp của quân đội nhà Minh. Và năm 1416, Lê Lợi đã cùng với những người bạn của mình giấy binh dựng cờ khởi nghĩa chống lại ách đô hộ dã man của giặc Minh. Và cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi được bắt đầu bởi một hội thề có tên là Hội thề Lũng Nhai tại Lam Sơn, Thanh Hóa. Và hội thề Lũng Nhai này cũng đã bắt đầu cho một cuộc kháng chiến của những người chiến sĩ áo vải được lưu danh trong sử sách. Ở đó, sau lễ an thề đã hình thành cái tổ chức cơ bản, căn cốt của một bộ chỉ huy yêu nước, khởi nghĩa, đánh giặc Minh. Và hai năm sau, chọn đúng ngày Tết Xuân năm 1418, thì chính thức dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn và chính thức đánh dấu một quãng thời gian oanh liệt quan trọng nhất của cuộc đời và sự nghiệp của Lê Lợi. Cái quãng thời gian này kéo dài đến tận 10 năm. Và lúc này, trong 10 năm này, thì Lê Lợi tự xưng danh hiệu và được thiên hạ công nhận cái danh hiệu ấy không phải là Lê Thái Tổ, mà là Bình Định Vương. Lúc ấy ông mới chỉ xưng vương thôi, chưa xưng đế. 10 năm trong vai trò của Bình Định Vương, Lê Lợi đã cùng với cái bộ chỉ huy cơ bản được tạo ra ở Hội thề Lũng Nhai. Hội thề Lũng Nhai đã trở thành một sự kiện đặc biệt quan trọng bắt đầu quá trình kháng chiến vệ quốc vĩ đại của nghĩa quân áo vải. Khi tin Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, chiêu mộ hiền tài bay xa, nó đã thu hút các anh hùng hào kiệt từ bốn phương kéo về. Đất Lam Sơn trở thành nơi tụ nghĩa, ở đó có đủ các tầng lớp xã hội và thành phần dân tộc khác nhau, với những đại biểu ưu tú như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trích, Nguyễn Xí, Lê Lai. Sau một thời gian chuẩn bị chín muồi, vào đầu năm 1418, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương, truyền hịch đi khắp nơi, kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước. Lê Lợi chính là linh hồn, là lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa này. Khởi nghĩa Lam Sơn, từ mở đầu đến khi kết thúc thắng lợi vào tháng 12 năm 1427, đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và chiến lược. Chiến thuật của nó đã minh chứng cho Lê Lợi là người có tầm vóc của một thiên tài, một nhân cách vĩ đại, chỉ thấy ở những lãnh tụ mở đường khai sáng. Nếu Ngô Quyền với chiến thắng trên sông Bạch Đằng vào năm 938 đã chấm dứt thời kỳ 1.000 năm mất nước, mở đầu thời kỳ độc lập mới của dân tộc, thì Lê Lợi với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, kết thúc 20 năm thống trị của giặc Minh, khôi phục nền độc lập lâu dài cho Tổ quốc, bắt đầu một kỷ nguyên xây dựng mới. Không có Lê Lợi, không có phong trào khởi nghĩa Lam Sơn, nhưng Lê Lợi không chỉ là người nhen nhóm tạo lập ra tổ chức khởi nghĩa Lam Sơn, mà ông còn là đại diện chỉ đạo chiến lược kiệt xuất.
Và để hiểu rõ hơn vai trò của Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những mốc son chói lọi của cuộc kháng chiến 10 năm nghĩa quân Lam Sơn chống lại giả Minh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc hành trình nhé. Chúng ta sẽ mở màn với trận Tốt Động Trúc Động. Đây là sơ đồ của trận đánh Tốt Động Trúc Động diễn ra trong các ngày từ ngày 5 cho đến ngày 7 tháng 10 năm 1426 giữa nghĩa quân của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với quân nhà Minh đóng ở Đông Quan, tức là Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Đây là một chiến thắng quân sự lớn của nghĩa quân Lam Sơn và được nhắc đến trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh hồi vạn dặm. Tốt Động thầy chất đầy nội, nhơ để ngàn năm. Tốt Động, Trúc Động là địa danh nay thuộc thôn Trúc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Trường Mỹ, Hà Nội. Kết cục của trận Tốt Động, Trúc Động đã làm phá sản kế hoạch phản công của Vương Thông, đồng thời tạo ra lợi thế cho nghĩa quân Lam Sơn, buộc quân Minh phải rút về cố thủ và chấp nhận đàm phán. Do mất rất nhiều vũ khí trong trận này, quân Minh buộc phải tìm cách chế tạo vũ khí. Vương Thông đã xài phá hủy chuông Quy Điền và vạc Phổ Minh để làm hỏa khí. Trong khi đó, quân Lam Sơn có thêm nhiều vũ khí và có thể tiếp thu thêm công nghệ chế tạo súng từ quân Minh. Sách Đại Việt Thông Sử đã viết rằng, người trong nước còn sợ oai giặc Ngô, chưa quy phục nhà vua hết thảy. Từ sau chiến thắng Tốt Động, quân ta bèn vây Đông Đô, sĩ dân ở các huyện phủ hưởng ứng rầm rộ. Những người hào kiệt chí dũng theo về như đi chợ, thành trì giặc các nơi lần lượt bị phá hoặc xin hàng. Mà Ba Ti nhà Minh phải đóng cửa thành tử thử, thế cùng bức bách phải xin hòa. Trong khoảng một năm, cả nước được bình định, đó đều là công của các ông Lê Lễ, Lê Triện. Đây là trận quyết chiến, một trong những thắng lợi quyết định toàn cục của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trận đánh này đã làm cho tên tuổi của Lý Triện và Đinh Lễ nổi danh. Sử gia Ngô Sĩ Liên đã cho rằng, tướng giỏi thời ấy thì Lễ và Triện là đứng đầu. Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi đã viết, đánh trận đầu sạch xanh kỉnh ngạc, đánh trận nữa tan tác chim muông, lỗ kiến soi, đề vỡ phá tung, gió thổi mạnh lá khô chút sạch. Đó là khí thế xung trận vang dậy của quân và dân ta và thắng lợi oanh liệt triệt để của trận Chi Lăng Sơn Giang. Đây được coi là chiến thắng có ý nghĩa quyết định, kết thúc thắng lợi của chiến tranh giải phóng do Lê Lợi, Nguyễn Trãi lãnh đạo. Chiến thắng Chi Lăng Sơn Giang kéo dài từ Lạng Sơn cho đến Bắc Giang ngày nay đã giáng cho quân địch một đòn sét đánh, giết chết chủ soái, tiêu diệt một phần sinh lực tinh nhuệ của địch với con số lên đến 7 vạn, bắt giữ 3 vạn quân, làm đảo lộn cả kế hoạch tác chiến, gây rối loạn cao độ trong hàng ngũ địch. Chiến thắng giòn giã ở Chi Lăng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, đó là chiến thắng quan trọng, mở màn và thúc đẩy hàng loạt chiến thắng sau đó. Đúng như Lý Tử Tấn, 1378-1457, nhà thơ đương thời có tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, là người bạn chiến đấu của Nguyễn Trãi đã từng nói. Tiếng trống nổi vang, ba quân thật hùng cường bội sức. Ngọn cờ thẳng tiến, các tướng đều hăng hái liều thân. Phả lũy Chi Lăng oai hùng vang dội. Dấu ấn nổi bật cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống Minh của nghĩa quân Lam Sơn đó là hội thể Đông Quan diễn ra vào ngày 22 tháng 11 năm Đinh Mùi, tức ngày 10 tháng 12 năm 1427 giữa thủ lĩnh của nghĩa quân Lam Sơn Lê Lợi và chủ tướng quân Minh là Vương Thông. Kết thúc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, giành lại độc lập cho Đại Việt. Hội thể Đông Quan được tổ chức ở phía nam của thành Đông Quan, ngay bên bờ Nhị Hà, tức là sông Hồng ngày nay, thuộc địa phận Hà Nội. Hội thề Đông Quan là sự kiện có 102 trong lịch sử, buộc tướng lĩnh của quân đội vốn tự vỗ ngực là Thiên Triều phải cúi đầu nhục nhã làm lễ đầu hàng và thể thốt giã từ giã tâm xâm lược, chịu tuân thủ mọi điều kiện do đoàn quân vốn bị chúng coi là man di đặt ra. Hội thề Đông Quan năm 1427 đã thể hiện một cách kết thúc chiến tranh sáng tạo, mềm dẻo, nhân đạo của nghĩa quân Lam Sơn. Sử gia của các thời đại đều đánh giá, hội thề Đông Quan thể hiện sâu sắc tinh thần hòa hiếu, cốt yên dân của quân dân Đại Việt. Áng Thiên Cổ Hùng Văn, Bình Ngô Đại Cáo đã viết rằng, quân giặc các thành khốn đốn cởi giáp ra hàng, tướng giặc bị cầm tù như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng, thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh, mã kỳ phương chính, cấp cho 500 chiếc thuyền,
ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc. Vương Thông, Mã Anh phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run. Họ đã tham sống sợ chết mà Hòa Hiếu thực lòng: "Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức." Chẳng những mưu kế kỳ diệu cũng là chưa thấy xưa nay. Tuy nhiên rằng chúng ta biết rằng là cuộc giảng hòa Đông Quan, nhưng trên tinh thần gọi là giảng hòa như vậy là nó gọi là sĩ diện cho Đế chế Minh thôi. Còn trên thực tế là quân Minh hoàn toàn gục ngã sau khi mà viện binh từ Ải Lê Hoa bị đánh tan, viện binh từ Chi Lăng bị đánh tan. Và chúng ta biết là cái trận Chi Lăng Sương Giang gần như là một trong những trận quyết chiến chiến lược đấy, để dẫn đến cái thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Sau hội thể Đông Quan, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế vào ngày 15 tháng 3 năm 1428, sử gọi là Lê Thái Tổ, chính thức dựng lên triều Hậu Lê. Ông khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long và đổi tên Thăng Long thành Đông Kinh vào năm Thuận Thiên thứ hai, tức là năm 1430. Có người cũng gọi ông là nhà quân sự. Đúng, ông có trực tiếp chỉ huy bài binh bố trận và cũng đánh nhiều trận lớn. Có người thì gọi Lê Lợi là nhà chính khách. Đúng, ông ấy là người đề ra hàng loạt chủ trương, đường lối, chế độ, rồi thì là pháp luật, tất cả cái thứ gì. Có người thì cũng nói ông ấy là nhà văn hóa. Đúng, ông ấy là người chủ trì việc soạn bộ Lam Sơn Thực Lục mà ông ấy ký tên ở lời mở đầu của sách ấy. Lam Sơn Động Chủ Lê Lợi. Nhưng mà tổng hợp tất cả các tài năng chính trị, quân sự, văn hóa, và ông ấy còn là nhà kinh tế giỏi nữa, thế thì ông ấy cũng còn là nhà tổ chức hành chính cũng rất giỏi nữa. Thế thì tổng hợp tất cả các phương diện tài năng, cống hiến và nhân cách ấy lại thì ta thấy hiện lên một nhân vật có phẩm chất đặc trưng là có khả năng quy tụ được lòng người và các người tài giỏi trong thiên hạ và sử dụng họ. Đấy là cái phẩm chất đặc biệt của Bình Định Vương Lê Lợi. Vừa là tổ chức và chỉ đạo chiến lược về chính trị, quân sự, vừa là vị tướng cầm đầu mưu trí và quả quyết, Lê Lợi đã vận dụng lối đánh vây thành diệt Việt. Theo lý thuyết quân sự, ông nghiền ngẫm, đánh thành là hạ sách, ta đánh thành kiên cố hàng năm hàng tháng không lấy được. Quân ta sức mỏi, khí nhụt, nếu viện binh giặc lại đến thì ta đằng trước, đằng sau đều bị giặc đánh. Đó là đường nguy, chỉ bằng nuôi sức khỏe, chứa khí hăng để đợi quân cứu viện tới. Khi viện binh bị phá thì thành tất phải hàng. Chiến thuật vây thành diệt viện của Lê Lợi kết hợp với chủ trương mưu phạt nhị tâm công, uy hiếp, phân hóa, chiêu dụ địch của Nguyễn Trãi đã tạo nên một phương thức độc đáo trong nghệ thuật quân sự của Việt Nam. Trải qua một giai đoạn dài của lịch sử dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã để lại rất nhiều bài học quý báu cho những thế hệ sau này. Và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của đội quân áo vải Lê Lợi cũng là một ví dụ điển hình. Hy vọng chương trình ngày hôm nay đã phần nào cung cấp cho quý vị một lát cắt rất quan trọng trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua trang Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV hoặc gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0422208288. Quý vị cũng có thể truy cập website vitv.vn để xem lại các chương trình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.